Chào mừng cô bác, anh chị, các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Huế. Hôm nay Cuộc Sống Huế sẽ cùng với cô bác, anh chị đi khám phá những cái con đường nó nằm dọc trên cái bờ sông Kim Long của Huế mình. Đi cái điểm xuất phát đầu tiên của chúng ta là đường Vạn Xuân. Sau đó chúng ta sẽ đi ngang qua Áng Hòa, ghé vào thăm cái đình làng Áng Hòa một tí, rồi tiếp tục băng theo con đường Đặng Tất để lên Bao Vinh và lên Địa Linh. Và điểm cuối của chúng ta sẽ là làng Triều Sơn Nam. Và bây giờ thì mời các bạn anh chị cùng với là Cuộc Sống Huế đi khám phá những cái con đường và những cái di tích ở trên những tuyến đường dọc sông Kim Long này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái tuyến đường dọc trên cái bờ sông Kim Long này. Đầu tiên ngay cái đoạn đường của bạn chỉ có thể thấy một cái phủ nó nằm giao nhau nơi chỗ ngã ba đường Vạn Xuân và đường Kim Long. Đây người ta gọi là Đức Quốc Công Tử, là một trong cái phủ của một người tên là Phạm Đăng Hưng, là một người có cái vai trò quan trọng trong triều đình. Ông Phạm Đăng Hưng này là một vị quan cho triều đình nhà Nguyễn và trải qua rất là nhiều cái chức tước và cái tước phẩm khác nhau ở trong triều đình. Ngoài cái việc mà ông làm đại thần trong lục bộ đó thì ông là còn là cha vợ của vua Thiệu Trị và cha chồng của công chúa Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh. Vì vậy mà cái phủ của ông nó nằm ngay cái khu vực Kim Long, một trong những cái nơi địa linh thời xưa của Huế mình. Ở phía ngoài chúng ta có thể là thấy một vài cái kiến trúc rất là quen thuộc, cửa tam quan, rồi ở phía trên là một vài cái chi tiết hình rồng hình phượng để tạo ra cho cảnh quan của cái phủ mình. Ở phía trong cửa bây giờ thì nó đóng lại, nhưng mà Cuộc Sống Huế ghi hình được một vài cái khúc sân vườn. Thì ở sân vườn nó sẽ có một vài cái cây như là cây thanh trà, rồi cây dừa, là một trong những cây rất là quen thuộc đối với là người dân Kim Long. Các bạn chỉ có thể thấy là đây cũng là một trong những cái di tích thời xưa giữa triều Nguyễn còn lại ở cái khu vực phường Kim Long này, ngay cái dọc sông Kim Long chúng ta đi vào luôn. Vì vậy mà Cuộc Sống Huế muốn giới thiệu cho các bác anh chị một trong những cái địa điểm sau này chúng ta, nếu mà có cơ hội, chúng ta sẽ đi vào đây để là tham quan cái phủ này, cũng là một trong những cái phủ ở thời nhà chủ Nguyễn, những cái di tích xưa nó còn để lại. Sau khi mà khám phá xong cái phủ này, chúng ta sẽ đi theo một cái đoạn đường, đó chính là đoạn đường Vạn Xuân ở cái khu vực Kim Long. Sau đó thì sẽ đi về khu vực Áng Hòa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá cái con đường Vạn Xuân này để khám phá cái phường Kim Long. Như các bác anh chị biết, Kim Long là một trong những cái vùng đất hình thành khi mà chủ Nguyễn Hoàng vào trong cái khu đất thuộc hóa này để là khai căn. Vì vậy mà ở khu vực này có rất là nhiều cái địa điểm tâm linh thiêng, chẳng hạn như là chùa Thiên Mụ cũng là một trong những cái vùng đất, cũng là một trong những cái ngôi chùa nằm tại cái phường Kim Long này. Và ngoài ra còn rất nhiều cái nổi tiếng như là nhà vườn. Khi mà nhắc đến Kim Long thì chúng ta không thể không nhắc đến những cái nhà vườn tại cái phường này. Và trên những cái nhà vườn thông thường của phường mình ấy, sẽ có những cái loại cây như là cây dừa này. Như các bạn chị thấy đi quanh đây, chúng ta cũng có thể thấy là có rất là nhiều cây dừa nó mọc ở quanh đây. Rồi những cái loại cây quen thuộc như là cây thanh trà, rồi cây chuối cùng với cây hoa giấy và nhiều loại cây khác nữa cũng nằm ở trong cái khu vườn của phường Kim Long. Vì vậy mà mỗi lần mà đi qua cái khu vực này, chúng ta sẽ cảm nhận được cái không khí làng quê cùng với là cái cảnh mát mẻ khi mà bước trên con đường này. Hiện tại thì Cuộc Sống Huế đi dọc trên cái con đường Kim Long,
Nhưng mà nếu mà ở phường Kim Long á, mà chúng ta đi dọc theo tuyến sông Hương thì đó cũng là một trong những cái tuyến rất là đẹp. Như cô bác anh chị biết thì trong cái thời gian vừa rồi á, thì huyện mình đã có một cái chủ trương đó chính là làm kè cho mấy cái tuyến sông yếu tại cái khu vực sát với đường Kim Long. Và trong thời gian tới thì khu vực đó nó cũng sẽ thêm cái phố đi bộ nữa để phục vụ cho cái việc mà người dân đi lui, đi tới. Và cũng là một trong những cái nơi mà để khách du lịch tại đó ngắm cảnh. Thì cái phố đi bộ trên khu vực Kim Long thì cuộc sống Huế cũng có một lần chia sẻ hình ảnh về cái khu phố đó rồi. Hiện tại thì nó cũng vẫn đang tiếp tục xây. Trong thời gian tới nếu mà cái khu phố đi bộ trên Kim Long đó nó hình thành xong thì cuộc sống Huế sẽ ghé lại để là chia sẻ cho các bạn anh chị cảnh đẹp tại cái khu vực đó. Và không chỉ những cảnh quan đó đâu mà tại khu vực Kim Long mình cũng nổi tiếng với những cái ngôi làng xưa. Như các bạn chị biết, khi mà những cái ngôi làng hình thành á, thì quanh những cái ngôi làng đó ngoài những cái nếp sống của người dân thì vẫn có những cái công trình xưa để lại, chẳng hạn như linh làng, chùa làng hay là những cái nhà thờ họ thời xa xưa để lại, nó vẫn có những cái vết tích ở của phường Kim Long mình. Thì cũng có một vài cái ngôi đền vài trăm năm tuổi nó nằm ở khu vực phường Kim Long. Thì trước kia cuộc sống Huế cũng có chia sẻ một cái đình, cái đình này là đình họ cũng có mấy trăm năm tuổi rồi và nhìn rất là cổ xưa. Các bạn chỉ biết ở trong những cái đình đó thì nó sẽ có rất là nhiều cái cổ vật quý giá, chẳng hạn như là những cái bức hoành phi thời xưa, bây giờ đến bây giờ nó vẫn còn lưu trữ lại và nó cũng trở thành một trong những cái vật hiếm thời nay. Ngoài những bức hoành phi ra còn những cái đồ tang lễ như là bức ảnh rồi những cái đồ dùng để tụng kệ thời xưa, thì thời nay nó vẫn còn lại tại những cái đình làng như vậy. Tại vì vậy mà phường Kim Long người ta nhắc đến cũng giống như là một trong những cái vùng đất thiêng của xứ Huế mình, và nó còn tồn tại rất là nhiều cái địa điểm như vậy để chúng ta có thể tham quan. Và ở Kim Long này cũng có một cái đình làng xưa, người ta gọi là đình làng Kim Long. Cái đình làng này thì có thể là xây cách đây khoảng 400 năm rồi, sau khi mà chủ Nguyễn Dời Phủ vào đóng đô tại Thủy Lôi vào năm 1687, tức là Phủ Xuân hiện tại. Thì đây là một trong những cái ngôi đình gắn liền mật thiết với quá trình hình thành và phát triển của cái những cái phủ Kim Long. Và đây cũng là nơi mà bắt đầu những cái nền kinh tế, văn hóa, quốc sự của xứ Đăng Trong vào khoảng thế kỷ 17. Vì vậy mà cái đình Kim Long này nó cũng là một trong những cái hệ thống đình làng thiết kế với văn hóa dân gian cổ truyền của Huế. Vì vậy mà đây được xem là một trong những cái đình cổ của Huế mình, có tuổi đời khoảng 400 năm tuổi, nó nằm trên cái phường mình luôn. Đi dọc tuyến đường này chập là chúng ta sẽ băng qua cái phường An Hòa. Tại phường An Hòa thì trước mặt cái phường thì sẽ có một cái đình làng, thì chập là chúng ta sẽ ghé thăm cái đình làng An Hòa để tham quan một chút ít về cái đình làng tại đó. Và cái đoạn đường mà dọc sông tuyến sông Kim Long này, khi mà đi thẳng tới thì chúng ta sẽ tới được cái khu vực của đình làng. Và các bạn chị thấy là đây cũng là một trong những cái đoạn đường mà nhiều bóng cây xanh ở bên hai bên đường, mặc dù những cây này không phải là những cái cây mà tuổi đời quá lâu đâu, chắc cũng tầm vài chục năm thôi, nhưng mà nó cũng tạo ra những bóng mát cho cái đoạn đường này để chúng ta đi dọc tới. Và có một cái điều đặc biệt thì những cái ngôi nhà hay là những cái tuyến đường mà nằm dọc ven sông như thế này thì vào buổi sáng hoặc là vào buổi chiều không khí rất là mát, tại vì nó có được cái hơi nước từ xa thoảng vào. Và vì vậy mà nếu mà chúng ta có thời gian rảnh đi dọc trên tuyến đường này vào mấy buổi chiều á, thì sẽ rất là mát. Hiện tại thì cuộc sống Huế đang đi trên con đường này vào buổi trưa, vì vậy mà cô bác anh chị thấy là khá là ít người lưu thông. Và đợt này cũng Huế mình cũng bắt đầu dịch trở lại, vì vậy mà có lẽ rằng là mọi người ở nhà nhiều hơn, ít ra đường. Vì vậy mà chúng ta sẽ thấy là khung cảnh trên đường toàn là cây cối, nhà cửa, ít người lưu thông trên cái tuyến đường này. Và sau khi chúng ta đi dọc
Chủ đường này tới đoạn đằng này là chúng ta sẽ tới một cái cầu mang tên là cầu Ba Bến. Và chắc có lẽ là ở quanh đây nó có khoảng 3 cái bến, nó nằm khác sát nhau. Mà thời xưa họ hay sử dụng để là tắm rửa hay là giặt giũ. Vì vậy mà cái cầu này có tên là cầu Ba Bến. Thì đây là cuộc sống của Huế đó như vậy thôi. Có lẽ từ xưa có nhiều cái bến tại khu vực này. Và từ đây chúng ta sẽ nhìn xuống là có khá là nhiều cái nhà cửa khá là âm sùm tại cái khu vực mình. Cái tuyến đường này trước kia chúng ta sẽ đi vào được một trong cái nơi mà họ sẽ trồng hoa hướng dương. Mục đích của cái việc mà trồng hoa hướng dương đó là để thu hút nhiều người tới đều có thể là chụp ảnh, thu vẽ. Thì trước kia cuộc sống Huế cũng thường xuyên hay ghé qua con đường này để ghé vào cái vườn hoa hướng dương đó. Một lần tham quan là mình tốn khoảng 10 đến 15 ngàn tiền vé vào một người. Thì khi thời sinh viên mà cũng thích chụp với những cái cây hoa hướng dương. Thời nãy thì hoa hướng dương nó nhiều rồi, bây giờ chúng ta có thể là đi quán một qua cái phố cổ của Việt Nam, của Huế mình, hoặc là đi quán khu vực chùa Thương Mụ, hoa hướng dương cũng rất là nhiều, thì mình có thể là chụp thoải mái. Còn cách đây khoảng tầm 1 đến 2 năm á, thì lúc đó hoa hướng dương còn ít. Và cái đoạn đường này cũng là một trong những cái đoạn đường trồng hoa hướng dương như vậy. Vì vậy mà mình cũng có một vài lần ghé sang cái đoạn đường này để vào cái vườn hoa hướng dương đó. Những cái vườn hoa như vậy nó sẽ thu hút được nhiều bạn trẻ tuổi tới đó để có thể là tham quan, chụp ảnh, rồi check in. Nó tạo ra cái khung cảnh mới cho cái khu vực phường Kim Long của mình. Và tới cái khu vực này là chúng ta đã tới sáng cái khu vực của phường An Hòa. Thì như cô bác anh chị biết, thay vì cái tuyến sông này lúc đầu người ta gọi là tuyến sông Kim Long, thì bây giờ người ta hay gọi cái tuyến sông này là tuyến sông Kẻ Vàng. Và từ cái tuyến sông này đi vào trong cái tuyến đường kia khoảng 100m thì chúng ta sẽ đến với là cái đình làng An Hòa. Cái đình làng này thời xưa thì người ta lập bằng cái gỗ và mái nhà thì lập bằng tranh và tre. Vào cuối thế kỷ 18 thì cái đình làng được lập ngói. Và bây giờ chúng ta sẽ, sau khi mà chúng ta đi hồi nay, chúng ta rẽ bên phải gần ngay với cái cây cầu An Hòa, thì chúng ta sẽ thấy được cái đình nó nằm phía bên tây trái. Đó, các bạn chị, đây là cái đình làng mà bây giờ chúng ta sẽ dừng lại để khám phá một chút ít về cái đình làng này. Có thể nói rằng đình làng cũ được xây dựng khoảng vào những năm 1776 và năm 1804 thì đình làng được dời về cái vị trí hiện tại. Và giữa thời Tự Đức và thời Khải Định thì đình làng đã trải qua hai lần trùng tu. Đến năm 1947 thì đình làng đã bị triệt tiêu dài theo cái chủ trương tiêu thổ kháng chiến. Đến năm 1958 thì đình làng được xây dựng lại với hệ thống cột đèn bằng gỗ, có nhiều cái khu vực được đúc xi măng. Và một lần nữa nó bị hư hỏng vào cuộc chiến năm 1968, tức là cuộc Mậu Thân năm 68. Thì sau đó đình làng cũng đã được xây dựng lại vào năm 1970. Và đến năm 1975 thì đình làng đã tận dụng trở thành kho chứa muối, lại bị hư hỏng. Và cuối cùng là đến năm 1995 thì nhân dân đã góp tiền vào và để trùng tu lại cái đình làng. Và ngày nay thì đình làng là một trong những cái nơi mà để người dân xung quanh những cái ngày lễ thì họ hay tới đây để tụ họp và tổ chức ở cái đình làng mình. Vì vậy mà cô bác anh chị có thể, đình làng là một trong những cái nơi có rất là nhiều kiến trúc độc đáo.
sau khi chúng ta tham quan một chút ít về cái đình làng này, bây giờ chúng ta sẽ lên phía dưới cây cầu. Phía trước mặt chúng ta nơi mà cây cầu này đó chính là đoạn đường Lê Duẩn, thì cũng có một cái đoạn đường lon ở phía dưới đường này, người ta gọi là đường Đặng Tất. Đây cũng là một trong những cái kiệt của đoạn tất, đường Đặng Tất thôi. Nếu mà chúng ta đi lon dưới chân cầu này đi thẳng ra thì chúng ta sẽ tới một cái ngôi chợ cũng khá là nổi tiếng tại khu vực này, đó chính là chợ An Hoa luôn. Và đây cũng là một trong những cái trục đường nó nằm dọc dòng sông Kẻ Vàng, hay lúc đầu người ta gọi là dòng sông Kim Long. Vì vậy mà cuộc sống Huế muốn chia sẻ cho các bác anh chị một vài cái không gian ở dưới này. Người ta cũng rất là ít biết cái khu vực này, tại vì chủ yếu là phục vụ cho người dân thôi, như là những quán nhậu này, quán cà phê buổi sáng này, nó nằm ở dọc đường này rất là nhiều. Đi dọc đường này các bác anh chị có thể thấy là vì đây là một trong những cái kiệt, như vậy mà nó không có vỉa hè, và cái đường này nó cũng là một trong những cái đoạn đường nó nhỏ thôi. Nhưng mà mình nghe nói ở đây có một cái miếu ở phía bên tay phải của bác anh chị, là một trong những cái miếu rất là thiêng tại cái khu vực mình. Và phía bên tay trái là một trong những cái ủy ban phường 10. Sau khi mà chúng ta đi qua phía bên tay trái này, đi thẳng ra là chúng ta sẽ tới được cái khu vực chợ An Hoa. Như các bác anh chị thấy, người dân nào họ sinh sống ngày càng ở gần nước thì đa phần là họ đều rất là tâm linh. Vì vậy mà các bạn chỉ thấy là những cái kiến trúc nhà ở trong này, tuy là nó sát và gần nhau như vậy, nó vẫn có những cái kiến trúc riêng, chẳng hạn như là có bức bình phong ở phía trước mặt nhà đối với những cái ngôi nhà mà xây dựng lâu rồi á. Vì vậy mà những cái con đường mà nó nằm dọc bờ sông như thế này, nó cũng mang những cái nét truyền thống, ngôi nhà nó cũng mang những cái nét cổ kính của thời xưa để lại. Và bây giờ chúng ta đã vừa mới băng qua cái ngôi chợ, đó chính là ngôi chợ An Hoa. Tiếp tục đi thẳng thì đoạn đường này chúng ta vẫn đi tới một cái đoạn đường, đó chính là đoạn đường Đặng Tất. Tới chặng đằng này chúng ta sẽ tới một cái đoạn người ta khai thác cát, rồi người ta di chuyển cát về đây và lưu chuyển. Những cái vùng mà họ xây nhà thì họ sẽ tới đây để có thể là mua cát sáng. Tuyến đường này cũng là một trong những cái tuyến đường rất là quen thuộc. Nếu mà các bạn anh chị hay đi cái đoạn đường Nguyễn Trãi á, chúng ta đâm thẳng ra đường Nguyễn Trãi đó thì chúng ta sẽ tới cái cửa này. Nó nằm ở phía tây phải của các bạn anh chị có một cái cây cầu. Đây có lẽ là cái cầu mà cũng khá quen thuộc đối với người dân tại khu vực Hà Nội. Băng từ đường Nguyễn Trãi ra ngoài này là chúng ta sẽ ra thẳng An Hoa luôn. Và cái cầu này nó từ xưa đến nay rồi, nó cũng chưa thay đổi gì nhiều lắm. Cái cầu này nó nhỏ nhỏ thôi. Đó. Ok. Cái cầu này đi khoảng 2 người lách nhau thì chứ tầm 3 người lách nhau cũng khó. Sau khi chúng ta đi thẳng qua cái cầu An Hoa, chúng ta sẽ có rất là nhiều ngôi làng cũng thời xưa xuất hiện nhiều. Đi tới chặng đằng này các bạn chỉ có thể thấy là dân cư dường như nó đông hơn cái đoạn lúc đầu chúng ta tham quan, và những cái ngôi nhà ở đây dường như nó cũng bê thể hơn một chút cái đoạn đường mà lúc đầu chúng ta đi dọc qua. Trên đoạn đường này các bạn chỉ có thể thấy là những cái cây bàng rất là lớn, cùng với đó là những cái hàng tre xanh nó nằm ở phía góc phía bên tay phải. Đối với những cái nhà nằm bên tay phải thì nó phía sau nhà của những căn nhà này là nó sát với bờ sông luôn. Vì vậy mà mình chắc rằng ở phía sau nó sẽ là một trong những cái khung cảnh được thiết kế có cửa sổ để đón gió từ cái dòng sông Kẻ Vàng này. Thank you.
tới đoạn này cũng là một trong những cái đoạn đặc biệt của sông Cái Vàng, hay người ta gọi là sông lúc đầu là sông Kim Long. Thì mọi người biết ở Huế mình có hai cái nhánh sông. Đầu tiên là nhánh sông Kim Long bắt đầu từ Cồn Nhà Viên, và cái nhánh sông thứ hai là nhánh sông Hộ Thành, hay người ta gọi còn gọi là nhánh sông Đông Ba. Nó bắt đầu tại khu vực đi qua cầu Gia Hội, tức là nằm gần với là ngôi chợ Đông Ba. Thì hai cái nhánh sông đó nó chạy dọc quanh thành phố, thì đến ngang cái đoạn này thì nó bắt đầu là gặp nhau và chạy thành một dòng để đi nối lại với cái sông Hương. Thì vì vậy đây cũng là một trong những cái đoạn đường rất là đặc biệt. Đi thẳng cái đoạn đường này chúng ta sẽ tới cái ngôi chợ, người ta gọi là chợ đầu mối, đi dọc về biển Thuận An. Còn chúng ta nếu là trái á, thì chúng ta sẽ đi qua cái khu vực của phố cổ Ba Vinh. Vì vậy đây là một trong những sau khi chúng ta đi dọc một đoạn đường dài, bây giờ chúng ta đã tới cái khu vực trước cửa của Ba Vinh. Trước cái khu vực Ba Vinh thì mọi người có thể thấy là có một cái đình. Ở đây cũng là một trong những cái đình có kiến trúc đặc biệt. Ở hai bên là hai cái cây đa rất là lớn. Ở trước mặt là một cái bức bình phong. Và ở phía trong kia là một trong những cái đình làng xưa cổ. Vì vậy mà cuộc sống Huế muốn dừng lại đây để ghi lại một vài cái hình ảnh về cái đình trước khi mà chúng ta đi vào khu vực Ba Vinh Huế mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi dọc tuyến đường này. Đây cũng là tuyến đường Ba Vinh luôn, để khám phá một trong những khu phố được xem là sầm uất của Huế mình. Trước kia khi mà chưa Huế mình chưa phát triển nhiều, thì cái khu phố của Ba Vinh này là một trong những cái tuyến bến lưu thông hàng hóa. Vì vậy mà nó từng là một trong những cái nơi mà gọi là sầm uất của Huế mình một thời.
và những cái dấu ấn thời xưa còn để lại, chẳng hạn như là những cái ngôi nhà cổ thời xưa ở cái khu vực này, và dấu ấn đặc biệt nhất tại một cái khu vực này đó chính là chợ Bảo Bình. Đó, vì vậy mà khi đi dọc tuyến đường này chúng ta sẽ cảm nhận được nét hoài cổ của đường phố, từng là một trong những cái nơi sinh hoạt nhất Huế một thời. Khi chúng ta đi qua cái khu vực Bảo Vân, đi qua cái cầu này là chúng ta tại một vùng đất mới, hay là một cái tuyến đường mới, đó chính là Điện Linh, cũng là một trong những cái tuyến đường mà nó dọc trên tuyến sông Cái Bàng, nên tuyến sông hai cái dòng sông là sông Hội Thanh và sông Cái Bàng Hội Thanh. Đi dọc tuyến đường này chúng ta cũng thấy một vài cái công trình kiến trúc thời xưa, thì chập nửa của sông Huế cũng sẽ kể lại cái đền đó để cho các bạn chị xem cái đền tại cái khu vực đất Điện Linh này. Điện Linh. Và đây là một trong những cái ngôi nhà cổ hay là ngôi đình, mình cũng rõ đây là đình của làng hay là đình của nhà họ nữa, nhưng mà khi mà ở ngoài cuộc sống Huế thì rất là ấn tượng. Ở trước mặt cổng là cửa tam quan, ở phía trong này là có những cái công trình kiến trúc rất cũ,
chẳng hạn như là những cái mái ngói rồi những cái gốm được lát bên ngoài. Vì vậy mà làm cho cuộc sống Huế rất là ấn tượng. Vì vậy mà cuộc sống Huế muốn chia sẻ cho các bạn anh chị một vài cái hình ảnh tại cái căn nhà này. Sau khi đi dọc đoạn đường này, nếu mà chúng ta đi thẳng tiếp thì chúng ta sẽ tới một cái ngôi làng, đó chính là Triều Sơn Nam, một trong những cái ngôi làng dọc đoạn đường này. Thì như cô bác anh chị biết, lúc đầu chúng ta đi dọc cái dòng sông Cái Vàng hay là dòng sông Kim Long thì cái dòng sông nó nhỏ nhưng mà tuyến đường nó lớn. Nhưng mà đặc biệt thì đoạn đường này thì dòng sông lớn và cái tuyến đường nó nhỏ. Ở trong này sẽ có một vài cái di tích như là nhà thờ này. Nhà thờ Triều Sơn Nam cũng là một trong những cái nhà thờ nổi tiếng. Và đi dọc tuyến đường này chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái ngôi nhà, ngôi đình, tâm linh tại cái làng mình. Tại vì đây cũng là một trong những ngôi làng nó nằm dọc trên tuyến sông luôn. Vì vậy mà khi mà chúng ta vào đây chúng ta sẽ cảm nhận được cái nét cổ kính cùng với là cái nét tâm linh của cái làng Triều Sơn Nam này. Và bây giờ thì cuộc sống Huế vừa mới đi qua khu vực cổng làng và đi vào làng để khám phá một vài cái hình ảnh trong cái ngôi làng này cho các bạn anh chị và các bạn cùng xem. Thank you.
cô sông Huế cùng với cô bạn chị đi khám phá một cái chặng đường dài của cái tuyến đường dọc sông Kim Long, khám phá biết bao nhiêu là vùng đất từ phường Kim Long, phường An Hòa, rồi dọc đi về Hương Sơ, Ba Vinh, vùng đất Địa Linh, và cái điểm cuối của chúng ta là Triều Sơn Nam, là một trong những ngôi làng nó nằm dọc cái dọc sông này. Và mong rằng là những cái chia sẻ về hình ảnh về con đường dọc tuyến sông Kim Long sẽ mang đến cho các bạn chị và những cái hình ảnh mới về Huế mình. Và cái video đến đây là kết thúc, và hẹn gặp lại các bạn chị tại những cái nội dung sau trên kênh Cuộc Sống Huế.